Xin chào các bạn đến với kênh Kiếm Tiền và Làm Giàu, kênh giúp các bạn tổng hợp các kiến thức kinh nghiệm kiếm tiền và làm giàu sống hạnh phúc. Chúng tôi cố gắng mang đến cho các bạn cách dễ hiểu, dễ áp dụng nhất trong cuộc sống. Thưa các bạn, nhiều khi người ta hay thắc mắc, có người làm việc như chơi nhưng vẫn giàu có sung túc, lại có người cả đời quần quật làm như trâu mà nghèo vẫn hoàn nghèo, lại gặp điều xui rủi, hậu vận đen tối. Đôi khi người ta hay đổ lỗi cho số phận mà quên mất giàu hay nghèo cũng do chính bản thân mình. Thấy người khác giàu sang sung túc, quần la áo lụa, xe đưa xe đón mà cảm thấy tủi thận, nhưng họ không biết rằng chính sự nhút nhát, thói kiêu ngạo, sự bi quan hay sự chỉ trích đổ lỗi cho người khác khiến họ nghèo mặt riệp, hậu vận đen tối, làm lụng cả đời cũng chẳng mong ngóc đầu lên được. Trước khi trách mình, trách trời thì hãy nhìn lại xem những lỗi mình mắc phải, như vậy mới mong đổi giận, giàu sang sung sướng cả đời. Hãy xem cách mà những người thành công ứng xử với đời như thế nào. Hôm nay, Kiếm Tiền và Làm Giàu xin chia sẻ 4 tính cách cần tránh, nếu không thì dù làm việc cả đời vẫn nghèo mặt riệp, hậu vận đen tối. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Có câu chuyện khiến nhiều người thấm thía. Rất nhiều người nghèo đã từng mơ ước, thậm chí có cơ hội và hành động, nhưng họ không kiên trì đến cùng. Thế cho nên cuộc đời họ cứ mãi dẫm chân tại chỗ, nghèo mặt riệp cả đời. Hai người đàn ông, mỗi người tới một ngọn núi để tìm kế sinh nhai. Núi có mỏ than, nên hàng ngày hai người đó có thể khai thác than đem ra chợ bán. Sau một tháng sẽ xem kết quả ra sao. Hai người cùng nhau đào than. Người nghèo rất chăm chỉ làm việc và chẳng mấy chốc đào được đầy một xe than chở ra chợ bán. Anh lấy số tiền đó mua hết đồ ăn ngon mang về cho vợ và con cùng hưởng. Người còn lại đào một lát đã thấy mệt và toát hết mồ hôi. Đến chiều muộn mới đào xong được gần xe đầy than, cũng đem ra chợ bán. Tuy nhiên anh chỉ mua một ít bánh mì thô, số còn lại để dành. Ngày hôm sau, người nghèo lại cực lực đào xới, còn người kia ra chợ. Một lát sau, anh ta trở về với hai người đàn ông rất khỏe mạnh và không có việc làm. Hai người kia cật lực đào bới, người đàn ông chỉ đứng và chỉ đạo họ làm việc. Chỉ trong buổi sáng, hai người đàn ông đã có hai xe than đầy. Anh lại mang ra chợ bán lấy tiền và thuê thêm nhân công. Cứ thế, số than anh khai thác ngày một nhiều, trừ đi tiền trả cho người làm thuê cũng còn kha khá. Một tháng trôi đi qua nhanh chóng và người nghèo vẫn vậy. Hàng ngày mua được đồ ăn ngon, rượu ngọt nhưng không dành dụm được gì. Ngược lại, người kia đã trở nên giàu có, sở hữu trong tay một đội quân khỏe mạnh để hàng ngày khai thác rất nhiều than chở ra chợ bán, thu về rất nhiều tiền. Nếu anh chàng kia cũng biết dùng số tiền kiếm được để đầu tư thì cái anh ta có được không chỉ là cơm ngon rượu ngọt mỗi ngày. Người mang 4 tính cách này dù có lao động miệt mài đến sức tàn lực kiệt thì cơ hội chạm đến thành công là rất khó. Họ phải sống một đời nghèo khổ, túng thiếu, hậu vận đen tối. Tính cách thứ nhất, người nhút nhát. Sự rụt rè gây ra những nỗi lo âu kỳ lạ, những cơn ác mộng, chứng khó tiêu và niềm nuối tiếc vô tận khi cơ hội qua đi. Những người bị nỗi sợ hãi lấn át thường có những hành động thiếu sáng suốt và gây ra hậu quả. Khi phạm phải sai lầm, họ chẳng đủ can đảm để nhận lỗi mà lăn quanh chối tội hoặc đổ vấy cho người khác. Dì Út tôi ngày xưa có tiếng xinh đẹp, thông minh, học giỏi vô cùng. Vậy mà đến giờ 50 tuổi, dì vẫn một mình, lại chỉ là một nhân viên bình thường trong khi bạn bè dì ai cũng thành công. Chuyện dì không có chồng thực ra là dì sợ. Hồi còn trẻ, nhiều người theo đuổi nhưng dì không dám yêu ai. Dì sợ bị phản bội, sợ khổ, sợ đủ thứ. Lời hoài mãi rồi dì 40 tuổi và quyết định ở vậy. Dì học giỏi nhưng cũng chẳng thành công vì dì rất sợ hãi, chẳng bao giờ dám thay đổi mình. Cũng có nhiều cơ hội đến, nhưng dì không dám vì sợ thất bại. Rốt cuộc, 50 tuổi, dì vẫn chẳng có gì.
Tính cách số 2, người kiêu ngạo. Có người quá tự tin đến mức tự cao sẽ trở thành kiêu ngạo. Với họ, mình là một, là duy nhất, sẽ chẳng ai bằng mình. Điều gì họ làm cũng hay, cũng đúng. Người còn lại đều là phường thấp kém. Người kiêu ngạo rất cố chấp, có sai cũng không bao giờ nhận lỗi. Họ cũng là người hay đố kỵ, ganh ghét. Những kẻ ngạo mạn thế này thì dù cho có cố gắng kiếm được tí tiền của tạm thời, nhưng rồi cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp, mà hậu vận đen tối, chán chường. Ở công ty tôi có một chị rất đẹp. Chị giỏi thật, nhưng lại chẳng coi ai ra gì. Chị được sếp cưng chiều vì toàn đem hợp đồng tiền tỷ về cho công ty. Vậy mà cuối cùng cũng chính sếp là người đuổi chị ra khỏi công ty vì chị quá kiêu căng tự mãn. Chị chê bai dè biểu tất cả mọi người, tự cho mình quyền xin xác. Chị có sai điều gì cũng chẳng bao giờ nhận, vì chị bảo người như chị làm gì mắc lỗi. Và chẳng công ty nào lại chấp nhận một người tuy có tài nhưng lại vô đạo đức như vậy. Tính cách 3, người bi quan. Chỉ khi nhìn đời bằng con mắt lạc quan thì người ta mới có động lực mà phấn đấu. Người bi quan nhìn đâu cũng thấy nỗi buồn, thất bại, bất hạnh thì làm sao mà hạnh phúc. Người bi quan thấy cái gì cũng tồi tệ và ở họ tỏ ra năng lượng tiêu cực. Họ khiến những ai tiếp xúc với mình cũng lây chán nản. Họ áp đặt những suy nghĩ tiêu cực lên bất cứ ai. Lúc nào họ cũng sợ hãi, nghĩ đến những tình huống xấu nhất, tồi tệ nhất. Biến mình thành người bi quan là tự tước mất cơ hội của chính mình. Cuộc sống này có vui, có buồn, có khổ đau và hạnh phúc. Nếu biết cân bằng thì người ta sẽ chẳng bao giờ lâm cảnh nghèo khổ, bất hạnh cả đời, chẳng dám ngẩng mặt với trời. Đứa bạn thời đại học của tôi mới đây gặp lại thấy nó khổ sở vô cùng. Nhớ lại hồi xưa đi học, nó cũng học lực khá. Ai cũng nghĩ ra trường nó sẽ được nhiều công ty săn đón. Ai dè, đến giờ vẫn lẹt đẹt vị trí nhân viên ở một công ty tư nhân nhỏ xíu, quy mô chưa đến 20 người. Thì ra là nó lúc nào cũng ủ rũ bi quan. Sau khi ly hôn thì cứ gặp ai cũng than thở, khiến ai gặp nó cũng thấy chán nản. Vì lại nghe, sợ phải nghe nó nói liên tu bất tận, về nó buồn, thực ra cũng bình thường của nó. Tính cách 4, người đổ lỗi. Người ích kỷ chẳng bao giờ nhận sai, mà luôn đổ lỗi cho người khác. Họ còn cho rằng mình thiếu cơ hội, chứ mình làm sao mà thất bại được. Họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cha mẹ, cho người khác, chứ ít khi nhìn ra vấn đề vì sao mình thất bại. Loại người này một đời có còng lưng làm việc thì cũng chẳng tránh được hậu vận đen tối, thất bại liên miên, nghèo màng mạt riệp. Người lúc nào cũng không dám nhận sai về mình mà đổ lỗi cho người khác thì mãi mãi chẳng bao giờ rút được kinh nghiệm để tốt lên. Chuyện thất bại là lẽ đương nhiên. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng nhấn like và nhấn đăng ký để xem video nhiều hơn. Nhân do thập toàn, các bạn vui lòng đóng góp bằng cách comment bên dưới giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Người giàu thường hay đọc sách mỗi ngày. Chúng ta mỗi ngày xem một video trên kênh Kiếm Tiền và Làm Giàu Sống Hạnh Phúc cũng giống như đọc một quyển sách vậy. Nó giúp chúng ta ngày càng phát triển hơn. Chúc các bạn thành công, sống hạnh phúc. Rich and Money Chanel, Kim Chen, Valam Yao, Rich and Money Chanel.